ơi, hai cô ta tặng cho Phước Hưng mẻ pate mới nè. Wow, quá trời ngon luôn. Mà hôm nay Phước Hưng đang định làm pancake phô mai nè, mà bây giờ được đặng pate nó rất là hoàn hảo luôn á. Pancake thì rất là thơm rồi đó, nhưng mà làm nhanh chứ hả? Nhanh chứ. Món ăn ngày hôm nay rất là phù hợp với lại những người thường xuyên bận rộn nè, mà phù hợp để ăn sáng cũng rất là ngon. Vậy thì sắn tay vào bếp ngay thôi. Bánh rán thịt nguội pate, bữa sáng nhanh ngon, cả nhà cùng chọn. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Với món bánh ngày hôm nay thì đầu tiên chúng ta sẽ pha bột trước. Ở đây Phước Hưng chuẩn bị một gói bột bánh rán pha sẵn bữa sáng dinh dưỡng với trọng lượng là 150g. Hưng sẽ cho hết vào một cái tô. Chúng ta sẽ pha nước theo công thức trên bao bì, 105ml nước, khuấy đều cái hỗn hợp này cho thiệt là mịn. Cái mùi bột bánh thơm quá. Sau khi mà quý vị chúng ta đã khuấy cái phần bột cho mịn rồi thì bây giờ chúng ta để sang một bên. Tiếp theo Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị chúng ta pha sốt. Đầu tiên Hưng sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh sốt mayonnaise Ajinomoto, nửa muỗng canh tương ớt và nửa muỗng canh tương cà. Và cuối cùng Hưng sẽ sử dụng khoảng 1 muỗng canh húng lủi băm. Hưng sẽ cho húng lủi vào khuấy đều. Ủa bây giờ mình có còn chuẩn bị gì nữa thêm nữa không Phước Hưng? Là bây giờ chúng ta chỉ đổ bánh thôi. Công nhận món ăn này chuẩn bị nhanh ghê luôn á. Đúng rồi, món ăn ngày hôm nay rất nhanh chóng và tiện lợi, phù hợp cho những bữa sáng của gia đình. Sẽ đặt lên trên bếp một cái chảo để chúng ta đổ bánh. Đầu tiên thì quý vị chúng ta hãy làm nóng chảo với lửa lớn. Bây giờ chảo đã nóng, Phước Hưng sẽ giảm nhiệt độ cho vào một cái khăn ẩm ướt nè. Chúng ta sẽ giảm nhiệt độ chảo trước khi đổ bánh để giúp cho bánh có màu vàng đẹp và chín đều hơn. Bây giờ thì phần mặt trên cũng đã rám đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lật bánh nha. Bây giờ Phước Hưng sẽ lấy bánh ra nè. Món bánh dậy mùi thơm phức rất là hấp dẫn và làm thì lại nhanh chóng nữa. Bây giờ bánh cũng đã chín rồi, Phước Hưng tắt bếp nè và chúng ta sẽ lấy bánh ra. Rồi, đẹp. Mình có 4 miếng bánh pancake, 4 miếng cheese, rồi 4 miếng thịt chăm bông, là làm 4 phần. Không có đâu, ở đây Phước Hưng chỉ làm 2 phần thôi. Mỗi một phần là 2 miếng thịt chăm bông và 2 miếng cheese. Như vậy thì để cho tăng thêm độ dinh dưỡng cho bữa ăn sáng. Sẽ lấy một cái bánh nè, và chúng ta sẽ phết một lớp pate lên. Đây, chúng ta phết đều ha. Rồi, sẽ đặt lên đây trước nè. Sau đó chúng ta sẽ đặt salad lên. Tiếp theo Phước Hưng sẽ cho vào dưa leo và cà chua. Chúng ta sẽ cho chi vào, 2 lát dăm bông vào. Tiếp tục lại một miếng chi nữa. Cho lên đây một ít sốt nè. Rồi, sẽ lấy một cái bánh nữa và chúng ta tha một ít pate lên nữa nè. Chúng ta sẽ để lên. Và cuối cùng Phước Hưng sẽ cho lên bề mặt của bánh một ít sốt mayonnaise Ajinomoto. Yay, vậy là được ăn rồi, cảm ơn Phước Hưng nhiều nha. Chưa đâu, phần này là của Hưng đó, còn phần của Hà thì tự làm đi. Rồi, đơn giản thôi đó. Chúng ta sẽ phết lên. Bỏ vô đây. Salad, cà chua, dăm bông. Rồi giờ tới chi. Một lớp dăm bông nữa. Một cheese. Đó. Rồi. Rồi, rồi. Dùng một cái bánh nữa mình chét một lớp pate nữa, đậy lên. Rồi, chúng ta sẽ cho mustard mayonnaise lên. Rồi. Ta-da! Thật là một món bánh rất là nhanh chóng, cũng rất là phù hợp với bữa ăn sáng luôn. Nhưng mà chưa đủ đâu. Bây giờ để Hakuta pha thêm một ly trà sữa Royal Blendy cùng nhau thưởng thức. Và công thức rất là đơn giản: một túi trà cộng với 40ml nước, thả đá vô khuấy nhẹ đều lên. Một bữa ăn hoàn hảo xuất hiện. Đúng vậy, món bánh ngày hôm nay mà kết hợp với một ly trà sữa trân châu đường đen thật là hoàn hảo. Pancake phô mai thơm nức, xốp mềm, thịt nguội dai dai, pate béo béo đậm đà cùng rau củ tươi ngon, thật hài hòa cho bữa sáng nhanh gọn. Ngày 3 bữa hãy làm thử ngay các món ăn của Món Ngon Mỗi Ngày các bạn nha. Và để xem lại công thức nấu món ăn hoặc các thông tin bổ ích khác, quý vị hãy truy cập vào YouTube, website và fanpage của chương trình. Còn ngay bây giờ thì Hakuta và Phước Hưng xin chào và hẹn gặp lại quý vị.